Hello everyone, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề thi học kỳ 1 chương trình tiếng Anh lớp 7 nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. Sắp tới kỳ thi rồi, còn khoảng 2-3 tuần nữa là chúng ta thi. Thật ra là chúng ta phải ôn này, làm thật nhiều đề vô để nắm được các dạng bài ha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi cái phần quán, tạc quán. Vậy là nhìn vào đây là chúng ta biết phát âm mà này. Nên là đọc đề chúng ta thấy cái từ này pronounce nha. Là chúng ta biết là bài phát âm. Bây giờ còn có gạch chân ở phía dưới đều là gạch chân chữ y. Phát âm này đọc lên chúng ta thấy thế nào mà khác nhất á thì chúng ta sẽ phân vào nó. Different, cái chữ y này đọc là y luôn. Distant, đọc y luôn. Meet, y này. Night, phân vào chữ phụ đề nhá. Rồi có số 2, empty, busy, trendy và by. Rồi cái này y, trong khi câu D là by là I. Rồi phát true, chart, đáp án tốt nhất này, đáp án đúng này. Chắc chắn là how far is it from your house to school? Đây là câu trúc hỏi bao xa rồi. Vậy là how far. Ok, hỏi bao xa. Câu số 2, my brother writes for a newspaper. Anh cha tôi viết cho một tờ báo, vậy anh ta là nghề gì? Nông dân, nhà báo, bác sĩ, giáo viên. Chắc chắn là câu B, nhà báo. Câu số 3, tôi sống ở nhà số nhà 25 đường Đồng Khởi. Các bạn lưu ý nếu mà có số nhà chúng ta sạch ất nhé, không có số nhà sạch on ha. Câu số 4, địa chỉ của bạn ở đâu? What is your address? What is your address? Câu số 5, tháng 10 đúng không? Tháng 10 là tháng thứ 10 của năm 10. Rồi, câu số 6, xin date of birth, nó giống như birthday đó, ngày sinh đấy. Ngày sinh là vào ngày 4 tháng 11. Các bạn lưu ý có ngày, có tháng chúng ta sẽ on, với từ on nha. Có tháng không thôi á, tháng không là chúng ta sẽ in. Có ngày, có tháng, sẽ năm, còn thứ là sẽ on, đúng chưa? Rồi, câu tiếp theo, câu số 7, what is her, her gì đó name? Phạm Thị Hoa, đây là tên đầy đủ. Các bạn lưu ý từ last và family, last name, family name là tên họ, full name là tên đầy đủ, middle name là tên đệm ha. Rồi ở đây sẽ là full name. Câu số 8, nhà của tôi thì lưu ý nhìn câu từ dan. Cái từ dan này có nghĩa là so sánh hơn mà small là tính từ ngắn. Chúng ta sẽ có cái dạng là cộng với to be cộng với some, tính từ thân er cộng với than. Vậy câu B là smaller than, nhà của tôi thì nhỏ hơn nhà của anh ấy. Rồi số bài dưới là bài listening, bài nghe. Rồi bài nghe chúng ta không làm ha. Rồi đây bài nghe luôn, nghe bài yes or no. Rồi số bài reading. Bài này rất dễ này. Điền từ vào chỗ trống. Hoa là học sinh mới của lớp 7A. Hoa is a new new student in class 7A. Student in class 7A. He is from Huế. Cô ấy đến từ Huế và bố mẹ cô ấy vẫn còn sống ở đó. Bố mẹ là parent. Her parents still live there. She live with her uncle and aunt in Hanoi. Hoa, cô ấy sống với chú và cô gì đó ở Hà Nội, chú gì đó ha. Hoa has lost a friend in Huế, but she doesn't have any friend in Hanoi. Hoa có rất nhiều bạn ở Huế nhưng mà không có người bạn nào ở Hà Nội, friends. Many things are different, mọi thứ rất là khác. Different, cái này ở trong cái bài đọc đó. Her new school is trường mới cô ta thì như thế nào so với trường cũ cô ta. Ở đây phải xài một cái so sánh hơn. Ở đây có từ bigger, to hơn, so sánh hơn này. Rồi trường cũ cô ta cái gì mở có nhiều học sinh này. Her new school, trường mới của cô ta thì có nhiều học sinh. Her old school doesn't have many students. Trường cũ thì không có nhiều học sinh. Hoa thì không có vui. Unhappy. Cô ấy nhớ Mrs. nhớ bố mẹ và bạn bè. Rồi. Park Chu.
Rick and Dan answer. This inland family. Đây là nhà của gia đình của Lan. Her father is a doctor. Bố cô ấy là một bác sĩ. He works in a hospital. Ông ấy làm việc trong một bệnh viện. He takes care of sick children. Take care of là chăm sóc nha. Ông ấy chăm sóc trẻ em bị ốm. Her mother is a teacher. Mẹ cô ấy là một giáo viên. She teaches in a primary school. Cô ấy dạy trong một trường tiểu học. Lan has an elder brother. Lan có một em anh trai. He is a journalist. Anh ấy là một nhà báo. He writes for a Hanoi newspaper. Anh ấy viết bài cho cái báo Hà Nội. Rồi, hỏi nè, what does Lan's father do? Bố của Lan làm nghề gì? He is a doctor, đúng không? Trả lời, he is a doctor. Chúng ta có thể trả lời là Lan's father is a doctor. Cách khác, chúng ta không có dùng đại từ nhân xưng là he thay thế, thì chúng ta là xài lại chủ ngữ trong câu hỏi, đó là Lan's father is a doctor. Okay. Câu số 2, where does her father work? Where là ở đâu? Work làm việc, her father là bố cô ấy. Bố cô ấy làm việc ở đâu? Chúng ta có thể ghi là her father hoặc là he. Chúng ta dùng đại từ nhân xưng thay thế cho her father he. Work thêm sờ vô vì chủ ngữ số ít. Làm việc trong một cái hospital, in a hospital, đúng không? Rồi, câu tiếp theo. Does he take care of sick children? Ông ấy chăm sóc trẻ em ốm phải không? Mà chúng ta đọc rồi, chúng ta dịch rồi là đúng, là yes. Chủ ngữ là he và lấy lại trợ động từ does. Yes, he does. Nha. Câu 4, what's the Lan mother do? Mẹ của Lan làm nghề gì? Chúng ta có thể trả lời là Lan mother. Lan's mother hoặc là she để thay thế cho cái cụm Lan mother là một giáo viên. Mà chúng ta đọc rồi, he a teacher. Đúng không? Rồi, does she teach in primary school? Primary là trường tiểu học ha. Cô ấy dạy trong trường tiểu học phải không? Các bạn lưu ý những cái câu có the đầu câu như thế này, the đầu câu này, the đầu câu này. Thì đây là câu hỏi yes no, chúng ta có hai cách trả lời lời ha. Đúng là yes và không đúng là no nha. Cô ấy dạy trong trường tiểu học phải không? Chúng ta coi xem có không. Đây rồi, cô ấy dạy trong một primary school, đúng rồi ha. Rồi, primary school, vậy là yes. She does. Rồi, does Lan have an elder brother? Elder là lớn hơn này. Vậy là anh trai lớn hơn, người anh em lớn hơn gọi là anh trai. Lan có một ông anh trai phải không? Yes. She does. Rồi, chúng ta xong rồi. Bây giờ làm bài dưới, bài writing nhé. Quyển sách thì như thế nào với cái bàn? Chúng ta đọc đề này. Preposition điền vào chỗ trống với cái giới từ đúng. Quyển sách thì chúng ta chỉ có ở trên bàn, on the table, chưa? Chúng ta có thể xài on the table. Câu số 2, người ta cho cái từ come trong ngoặc như thế này, có nghĩa là chia động từ đấy. Thì đúng đó, chúng ta lưu ý tomorrow là thì tương lai ha. Họ sẽ đến đây vào tối ngày mai, vậy tương lai thì chúng ta xài thì tương lai đơn, will come. Rồi, câu số 3, bộ phim này thật là thú vị. Chúng ta lưu ý này, cái đề nó cho như thế này, có dấu chấm than này. Có dấu chấm than tức là gì? Là câu cảm thán. Ngoài ra các bạn nào biết đọc tiếng Anh, biết đọc cái đề á, thì đây là câu cảm thán, cái từ tiếng Anh của câu cảm thán này. Bộ phim thì thật là thú vị. Chúng ta sẽ viết thành thật là bộ phim thú vị. Các bạn còn nhớ cái câu thật là một cô gái xinh đẹp không? Chúng ta sẽ có câu what a beautiful thật là một cô gái đẹp. Thời tiết thật là tệ thì chúng ta sẽ là what ugly weather, thật là một thời tiết tệ hại. Thì các bạn lưu ý khi mà ở đây là danh từ số ít ấy mà đếm được thì chúng ta phải ở ẩn nha. Còn danh từ không đếm được hoặc là danh từ số nhiều ở đây chúng ta sẽ không có xài ở ẩn ở đây. Và cuối câu cảm thán luôn luôn có dấu chấm than. Và chúng ta viết bộ phim thật là thú vị. Bộ phim rất là thú vị. Vậy chúng ta sẽ what trước nè. Xong rồi bộ phim thì đếm được cho nên xài hoặc an. Mà tính từ ở đây là interesting, bắt đầu bằng chữ y, thuộc cái nhóm uể oải, chúng ta sẽ xài an. What an interesting
phim, chúng ta không có xài đờ nữa nha. Thêm dấu chấm than, chỗ này sẽ là một, thật là một bộ phim thú vị. Rồi câu 4, những cái ghế này thì là những cái ghế thoải mái, comfortable, nó cho từ comfortable cho dạng đúng của cái tính từ trong ngoặc. Vậy đây là có tính từ rồi, chúng ta viết lại thôi. Được chưa? Rồi, câu bài dưới này, viết một đoạn văn về chính bản thân mình. Thông tin thì gồm có name là tên, job nghề nghiệp, date of birth ngày sinh, address địa chỉ và telephone number số điện thoại, chúng ta sẽ ghi nhé. My name is Ihong. I am a student. Tôi là một học sinh của trường gì? Của trường gì đó? Trường trung học cơ sở secondary school. I'm a student at Chenfu Secondary School. Bạn có thể ghi tên trường của bạn vô. Rồi, ngày sinh nhật của tôi là bao nhiêu? My birthday. Bạn nào có thể ghi my birthday hoặc my date of birth is my birthday is on ngày sinh. Ví dụ bạn này sẽ sinh ngày ngày bao nhiêu? Ngày ngày 15 tháng 3 đi. On the 15, số 15 ha. The 15 of tháng 3 là March. Rồi, địa chỉ của tôi, my address is có số nhà thì sẵn ít nè, 90 90, không vướng, chúng ta không có dấu tiếng Việt nhé. Street. Rồi, my telephone number is, chúng ta bịa cái số nào đó chúng ta ghi cũng được. Rồi chúng ta coi lại ha, nó kêu mình ghi là tên, nghề, ngày sinh, rồi gì nữa, địa chỉ, số điện thoại, chúng ta ghi như thế này. Được chưa? Ghi từng thông tin ra. Rồi bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn ôn thật tốt và đạt được kết quả cao nha. Goodbye, see you again.